Từ ngày 4 tháng 10 năm 2023 đến ngày 30 tháng 3 năm 2024, tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại VCCA sẽ diễn ra triển lãm sắp đặt quy mô lớn mang tên Thủy triều cảm xúc, lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng Việt Nam các tác phẩm của nữ nghệ sĩ người Nhật Bản Chiharu Shihota. Đến bây giờ tôi vẫn đang rất là xúc động, vì đúng là lần đầu tiên một người làm về nghệ thuật, làm về giáo dục hơn 20 năm như tôi cũng mới được chiêm ngưỡng một cái tác phẩm của nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu thế giới tại Việt Nam. Nghệ sĩ có những cái ý niệm rất là sâu sắc về quá khứ, hiện tại và những cái linh hồn của những cái đồ vật. Chúng ta nhìn kỹ thấy được những cái sợi dây len, nó như là những cái sự kết nối giữa tất cả các cái vật thể trong cái vũ trụ này. Chiharu Shihota, một trong những tên tuổi hàng đầu của thế giới về nghệ thuật ý niệm, bà được đánh giá là một trong những nữ nghệ sĩ hàng đầu châu Á có tầm ảnh hưởng nhất trong nghệ thuật đương đại thế giới. Các tác phẩm của bà là sự hội tụ vẻ đẹp của cả hình thức và nội dung, vừa gây ấn tượng mạnh mẽ về thị giác, vừa chất chứa vô vàn tầng lớp ý nghĩa sâu sắc bên trong. Chúng ta có thể thấy đây là một cái đời sống của những người ngư dân người Việt, một cái sự khó khăn cũng như là cái niềm hân hoan khi mà họ gặt hái được những cái thành công trong những lần ra biển. Những cái tính mới ở đây và cái mà nó đưa cảm xúc cho chúng ta ấy, đó là cái đời sống của con người Việt Nam nằm ở trong cái tác phẩm của một người nghệ sĩ quốc tế và nó mang tính đương đại. Triển lãm Thủy triều cảm xúc là sự kiện trưng bày đầu tiên của nữ nghệ sĩ tại Việt Nam. Với thông điệp mang tính phổ quát và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đây sẽ là sự kiện nghệ thuật quan trọng và ý nghĩa dành cho công chúng, mở ra những góc nhìn mới mẻ, đa chiều đối với thế giới và cuộc sống.